Anh em tin tôi không? Mặt kim nhưng mà người ta đánh thắng nhiều á, cho nên elo cao mà. Elo toàn gặp ra kim cương không anh em? Không lẽ lỗi bọn tao? Cho nghe Đức Nguyễn, mày xứng si quá. Tôi sang nha, nhà đầu tư tin em. Em làm được. Mày sẵn chi với tao lắm nha Đức. Xa sân si giống như ai kia điệp lên mạng điệp người yêu cũ quá, không chăm lo cho người ta mà còn điệp người ta nữa, nói chi vậy? Khi người mình yêu khóc tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Hô ai? Ủa ai? Ai là ai? Tôi đâu biết đâu, tôi nói đại á, tôi nói không long á. Hiểu được, hiểu nghe thôi, không có lần hai mà có nhiều mất vui, có nhiều tao nói mình đang nói sợ lơ. Hai cái nắm đấm thì chơi gì giờ ta? Hai cái nắm đấm, nếu như thường hai cái nắm đấm thì người ta sẽ chơi chưa biết nữa. Ừ, đủ cái đóng ni cho dài đọc cái comment mới thấy. Ồ, đang rồi, hai cái nắm đấm thì chơi vui chứ sao giờ. Đủ mẹ, có cái lỗi lồn gì đóng ni cho dài, đủ mới thấy ghi hai cái gì đó, đủ mới tự ra lối đi riêng không ta? Lối đi riêng không nhờ? Trên 200 tỷ là gì vậy anh trai? Lối đi riêng, tốc độ đánh, nó riêng sẽ sử dụng tốc độ đánh đúng không? Nếu không có tướng trong hàng chờ, mở cuối vòng đấu nhận được 3 điểm kinh nghiệm. Thôi tôi không biết chơi mấy cái này, thôi tôi đòn đi. Kèo trên 200 tỷ là kèo gì vậy anh trai? Ôi trời ơi. Lỗi thôi. Trời ơi, cho kèo cái gì mà xà lơ vậy trời? Cái thằng má cho kèo kìa, anh chúng cho kèo xà lơ ghê chưa, đóng lại cái kèo này nha, đóng lại cái kèo 200 tỷ gì nha, má bị ngáo rồi anh em ạ, ngáo đá nó phải lồn, sành ơi. Đánh họ thua quần này luôn. Mà thế cũng có mấy đứa vào coi kèo đấy chứ, ảo thật đấy. không hiểu nha. Vậy mà cũng có mấy đứa. Nhất lại nha. Mẹ tôi thấy tôi ra thấy vẫn có người này mới bỏ tiền vô kèo đó, gàng ngõ gàng luôn nha. Nó bỏ tiền vô luôn mọi người à. Cái lồng má té hiểu là điệp bỏ vô để làm lồn gì luôn á. Hay nha. Đúng rồi, mình làm như điệp mình kiểu quen tay á, nhìn vô cái kèo đó chắc chắn là điệp mà mình tấp 1-1-1-4 với lại 5-8 cho nên đủ rồi, mình để luôn, để chứ đéo có nhìn. Con mắt để trang trí, mắt dù lệch ăn ha, có nhìn được có một bên chứ người bình thường sao vậy được. Không, ý là mấy cái thằng kia nó sẽ nói như vậy, còn anh ba nói thì chắc là anh ba nghĩ là mọi người kiểu như mọi người lo tập trung, mọi người kiểu làm cho nhanh để mọi người ra coi stream á, cho nên là mọi người sẽ bị sơ sót cái phần đó, là mấy cái thằng kia nó sẽ nói mọi người như vậy. Anh ba biết à? Bài vô y ổng đánh hoài chắc là kèo này được tốt. Thằng này thông minh, thằng này được cái điệp mẹ mày hay coi chim nhiều cho nên biết
nhưng mà chưa chắc là anh Trung đi bài vô y đâu nha, nhiều khi đụng nó mình nó ra tướng ngon cái anh Trung say bài đấy. Câu hại hai con vô y là đụng á, mình muốn được thao túng tâm lý anh Trung mà thao túng luôn nha. Có một bài gì? Có một bài, chắc là có một bài. Chắc không? À, chắc chưa? Đi con mẹ mày hai cái ăn tay này đi bài dẹt cũng được luôn. Hai ăn tay này đi bài dẹt cũng được luôn. Khen người ta thông minh cho đã rồi cũng nhịp mẹ người ta. Đó là bà Long nha. Ai khen vậy? Trời má, ra con vô y này mà đủ má này cầm gậy phép hay là cầm nước mắt gì nó cũng ok nha. Cầm ngay chân cái món gì mà mình nhìn nó hôi lông, hôi dáng ghê chưa. Hôi lông, hôi dáng thì cầm BF, trời ơi đủ mẹ, ông đi một vòng luôn mày. Cái con đùa với con tướng nó nằm ở đây, ông đi thẳng qua đây, ông lấy rồi ông đi một vòng, tôi tưởng ông lấy cái khác. Ôi, người gì đâu đi, mẹ mày đi chợ khôn dữ vậy. Sao ông đi chợ khôn dữ vậy ông? Sala má đấy có tiền bây giờ 3, 6 16 nên dần hay kéo anh Trung? 16 nên kéo em nhé. Nghe TA biết trả giá. Sao cái anh này mỏ hốn dậy ta? Cho lên xanh đi nhé, không em nhiều nha. Thì đi tao nhìn thấy nó ngô thì mình nói nó ngô đó ơi. Thấy chưa? Tôi biết thế lâu nào đi tại vì game này cũng gặp cái nhà đi tại đạo chích. Biết ngay mà. Vừa có lợi tức đi tại mà vừa có chiến thắng. Rồi. Dậy. Ra hơi ngu nhờ. Ra cái thế bị mày mày cao tròn bóng kéo tối thì nó hơi ngu nhờ. Lên hàng đầu A3. Kéo mấy con siêu lừa lên hàng đầu. Chi vậy? Ba con siêu lừa người ta mới kéo lên đầu, còn hai con siêu lừa nó chưa có choáng. Nó chưa có choáng 1.5 giây. Nó chỉ dụ gì chỉ an toàn thôi. 7 người còn lại đá bài AB đi. Con mẹ mày để con Lulu nó trí tệ. Để con Lulu nó trí tệ. Không có nước mắt bằng dung cút là từ từ. Từ đó nó chưa chốt bài mà. Chưa chốt bài mà anh em. Còn say ấy. Bài này là còn say ấy. Thôi. Chịu khó đụ mẹ mà chịu khó sắp một cái chứ không thôi thu quay quá giống như đụ mấy mẹ bữa hôm kia. Con nói nó nhục. Con nói đụ mấy mẹ nó không phải là nhục nữa. Mà là nó kiểu mà gọi là những ánh mắt thất thần, những điệp mẹ những tâm hồn ngờ ngợt. Những cái mà gọi là ngu sửng thì cả về trên cuộc đời. Nó đều gắn vô cái quái golem này hết mọi người à. Cái cháu đời nãy dữ lắm. Trời ơi. Nắm tới luôn đủ mẹ nó nữa. Mày đấm tao đi. Mày đấm bỏ mẹ tao đi. Đấm gì mà đấm hoài. Bên đây nãy để bên đây đang hơn nha. Để góc này đang hơn, không có thay đổi nha. Thay đổi nhiều khi nó xu.
khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Đấy, đúng rồi. Chơi game điệp mạng này đôi khi mình phải tâm linh nhẹ anh em ạ. Tâm linh nó cũng điệp mạng này không chết. Tin là được. Tin là được. Quýnh đi, đó quýnh cọc lỗ đi, chịp dấm đi. Sao đó. Đi chơi game nào cũng giỏi hết đi. Dạ, nó cảm ơn anh nhiều nha. Cha sinh mẹ đẻ ra kiểu thập tử nhất sinh rồi. Thập tử nhất sinh rồi. Cha sinh mẹ đẻ ra chơi gì cũng hay, chơi gì cũng giỏi. Mày dữ gì Trung, mày tài năng quá nha Trung. Ốc giữ cái chuỗi, ốc giữ cái chuỗi. Cảm ơn Hoài Lâm nha, cảm ơn em. Găng tay đấu tập, găng tay đấu tập 3 cái. Thì một cái vô cực, một cái găng bảo thạch, một cái cung xanh. Con mẹ mày, chơi bài dẹt cũng được nha. Tinh tặc dẹt, tinh tặc a dẹt cũng được nha. Bài này vô cái thơm của Trung rồi nha. Chơi vô y lấy giọng âm ngon điên rồi. Đã nói là chưa chắc chơi vô y đâu mấy má ơi. Chơi một bài mấy má không chán hả? Thằng Tan này không có kiểu chơi một bài rồi đó. Thằng Tan này phải say á. Mẹ mày nữa chứ mất luôn cái chuỗi của bố mày rồi. Thằng chó này cứ đè một bài đủ cái thần giáp ra bui hoài. Mệt thì sao á. Someone's about to get hurt. Đủ quá nữa. Bởi vậy đủ mới người ta nói leo rang kiểu đó nha. Xong đủ mới mình lên đăng cao để được gì? Không có tư duy. Chơi mà chơi kiểu đó không có tư duy. Nâng cao hay được gì đâu. Nó được cặp gì hết á. Thật là quá khổ tâm. Khi người mình yêu khóc, tôi cũng đớn đau, tôi cũng đớn đau. Đêm ngày tôi trông ngóng, chỉ cần biết hy vọng. Được cái khung đẹp. Được cái khung đẹp à, đáng chi. Mẹ mày ở đây thập tử nhất sinh rồi. Phải tập được cái thập tử nhất sinh này mới được ủi lộ con dẹp nó ngon. Mình em con dẹp. Mình em. Người có tư duy cao chơi game hay tố chất lãnh đạo tốt mà sao không có cấp buồn với anh Trung? Liên quan gì tới cái cấp? Liên quan gì tới cái cấp? Mình em cho tôi xin. Cho tôi xin cái cung. Cho tôi xin cái cung. Meta này là bộ cái cung xanh nha. Nói vậy khác thì anh chữ thằng lường mã thử đâu chứ. Mẹ mình đâu có cái gì hay đâu mà không chửi nữa em. Meta này là bắt buộc phải có cung xanh nha mọi người á. Tại vì meta này tụi nó hay chơi thần giáp. Đó thì cái cần phải có gọi là cái phá giáp. Bắt buộc luôn. Phải có phá giáp. Để chi? Để phá giáp con thần giáp. Hiểu không? Hiểu chưa? Việc ba ơi à, có việc với lại có phá giáp luôn. Đây, mẹ mày bộ đồ ngon chưa? Bộ đồ gia tộc chưa? Đồ này đồ thế giới đấy.
12 giờ đêm mai có live thức xem đón giao thừa với E-viewer không A3? Dạ có, dạ có. Tầm khoảng 9:30-10 giờ anh ba live, ba live tới khoảng 12 giờ mấy. 12 giờ mấy em ba ốp để ba cúng. Mà hai gà tướng xui quá nhờ. Đi không mẹ mày gà tướng đen mãi lồn luôn á. Mình có thập tự nhất sinh cho nên mình sẽ tận dụng những cái con mà gọi là mạnh mẽ nha. Mình tận dụng những con nè, có hút máu với toàn phần nè. Đấy, 18%. Đó, mình tận dụng cái tinh tặc là hợp lý. Tại vì tinh tặc trên cơ bản 3 con tinh tặc thì nó đã đi mà mình là 40% rồi. Bây giờ nó thêm có 18% nữa là 50 mấy% hút máu toàn phần. Năm nay không về xa đét ăn Tết à ông già. Năm nay hả? Năm nay không có về em ơi. Năm nay không có tiền. Năm trước 12 giờ nổ Dreamer Lộc vs Hero không biết năm nay có không. Năm trước là tôi không có like, tôi không có like đúng không? Năm trước là tính ra là tôi không có like, lúc đó tôi về quê. Rồi xong nổ drama Lộc với lại Ego. Năm nay thì phải không biết nổ drama gì. Chắc là drama đấm vô ghét quá. Tôi nghi lắm, tôi nghi điểm là canh Lộc này lắm. Chia tay đồ á. Ủa không phải kiểu nó vậy hơi gỡ á, nhưng mà kiểu cái Lộc bây giờ á là chỉ cái hình, tôi chỉ nghĩ cái hình dung được cái drama đó thôi mọi người ạ. Có like không ta? Năm đó tôi có like không nhờ? Tôi cũng nhớ luôn á. Ai da, cung cái gì cung dữ, trời cung gì cung dữ nha má, cung gì cung lộn cung lắm vậy. Cái gì mà cung quá trời vậy? Đồ chơi cái gì dưới lại cái đống cung này đó trời. Đủ má nó bắt tôi chơi cái gì với đống cung này đấy. Đầy đấy mà kêu không có tiền quê ăn Tết. Tiền gạo đâu mà tiền gạo, có ăn uống gì đâu anh em ơi. Anh em cứ nói vậy không à. Ba tia hả? Ba tia. Ba tia với lại cung rồi. Quyền năng, ba tiên quyền năng. Không để cho chị Panda A Trung ơi. Ba tiên quyền năng. Má, bài đuối rồi đó, bài bắt đầu đuối rồi nha. Nhưng mà không sao, mình điệp mày có thập tự nhất sinh cho nên mình cứ từ tốn sử dụng tiền nha anh em nhé. Có thể tôi lên chính luôn cũng được nữa. Cứ từ tốn sử dụng tiền, không cần sử dụng tiền giỏi đâu. Mấy cái thế này mình không cần sử dụng tiền gọi nha. Chuyển thanh nuôi đợi hình nhận sức mạnh. Cô, kỹ năng của cậu bé chúng tất cả kẻ địch trong vòng 2 bình thường thôi, cũng bình thường thôi, có gì đâu mà ác ổn. Bình thường mà mấy cha. Tại dân biết chơi rồi mấy cha. Dân biết chơi thì mấy cái này gọi là xoay bài thôi. Nhà em hết gạo ăn rồi Tết về anh trên mình thì em một ít gạo được không ạ? Chi vậy? Má ơi, gạo đã cho hết, đã cho hết mọi người rồi, trả hết mọi người rồi. Kênh chat nằm buồn với cô đơn lắm, A3 nhớ like nha. Dạ, có like nha. Chết con đỉ mẹ, hồi lát nữa con này nó nhảy là đâu, ăn đầu bùi ăn cướp nha. Nó đang tích kìa, nó đang đứng nhìn kìa, nó ngó kìa. Nó ngó rồi kìa, nó ngó tôi rồi kìa. Nó ngó rồi. Má, con tướng lỗi vãi ca đi. Nó lỗi khùng, nó lỗi điên.
Nổ hũ 2023 em mới tỏ tình thành công a ba ơi, lưu lưu kinh chát ba. Nổ hũ à? Lỗ hổ xong liêu liêu đủ má tao nói nghiệp á. Đó chị tay tới giờ ổ nhầm, xin lỗi em nghe tài. Nhưng mà em nghiệp lắm nha. Kiểu đủ má em nổ hổ thì em cũng chỉ khoe với lại bạn bè nào các thứ thôi được rồi. Nào cái gì tùm lum hết. Tào lao cũng không à. Làm vậy em không thấy, không thấy được bởi vì là kiểu như là tội lỗi á em. Trong khi người ta cũng đang ngát a mà em đi cười người ta hi hi ha ha đồ. Giọng thứ thức khoe mẹ dễ mất lắm. Em ăn lùi em ha cay. Ăn lùi em ha cay. Còn đâu cay, ta nói đúng mà. Ta nói sai hả? Ủa ta nói sai hay gì mà nó mình ngồi mình cay mình nhảy tập lên vậy? A thì mình nhận cái A thôi. Không gì phải nhảy nữa. Lượm cho thân KBF nha. Bài này mình sẽ đánh một là bốn chủ nực, một là bốn chủ nực, hai là một là bốn chủ nực, một là bốn chủ nực, hai là xả kích. Có những cách nào xã xu vậy anh ba? Nghe cách... thấy mình xu quá, như có vòng theo. Có vòng theo hả? Nghe ghê vậy em. Khó nha. Giọng thứ có vòng theo không biết được, mà không biết sao xả được cái xu nha em. Chắc là phải đi thầy đi bà chục vòng ra đó. Có thầy bà không? Có quen thầy bà nào không? Kêu bà chục vòng ra cho. Nghe mà ghê quá vậy. Mã gòn không gà hết trơn trời. Gòn không gà hết trơn trời. Ô lộ ra hai con win hoài luôn á. Má không chơi đủ má Vigo, cái nó ra Vigo tới luôn mày. Vigo không chơi thì nó ra tới. Ký nhất nhì mô sô bị A Tam. Hôm qua cô có A Tam thấy mấy bạn hát hay lắm. Cảm ơn em nhiều nha. Trai đình tự nhiên không có anh Tam hết, nó mẹ hát hay lắm rồi sao? Ủa có anh Tam đó, anh Tam ám hay gì? Nó giống như đủ với tôi ám khỏe vậy đó. Đây em mới lên đời con iPhone 11 Pro Max, anh ba chúc mừng em đi. Rồi, má chúc em, chúc mừng em nghe. Trời ơi, tầm này giờ lên đời iPhone 11 Pro Max. Nghe nó hơi lỏ một xíu nha, nhưng mà thôi cũng chúc mừng. Nghe nó hơi lỏ đó, nhưng mà cũng chúc mừng em nha. Không sao, đối với mình thì cái đó là không lỏ là được. Tiền cũng tiền mình làm ra, càng quý trọng hơn ha. Chứ nhiều người mua iPhone thì mà cũng xin tiền cha mẹ không cũng không có quý trọng được. Bởi em nói đúng, AB chỉ kinh mấy thằng nghèo hơn mình. Cảm ơn đây đần nha, cảm ơn đây đần tập trung nha. Giàu rồi kinh người ta ha. Không có, không nghe người ta nói thì sao á. Hôm qua em đi nhậu bị công an bế lên phường, giờ phải làm sao a? Hôm qua đi nhậu bị công an bế, đi nhậu liên quan công an bế ta. Ừ mày giàu R. Đi nhậu đâu mà công an bế, tự nhiên công an bế trời. Đi nhậu phải làm cái gì sằng bậy lắm, công an nó mới bế lên phường chứ bình thường làm gì công an bế. Dược đang đỏ hay là cái gì đó thì công an mới bế. Một năm qua em nhờ không coi AB mà giờ xin vào được Amazon làm cảm ơn AB. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa, nghe nó sang ghê chưa kìa. Một năm qua nhờ coi chim của anh ba đi mẹ mày giờ xin lên Amazon làm à. Nghe mà nó sang chảnh ghê luôn á. Mà không hiểu sao coi chim anh ba lại được thì mà mình đi làm Amazon nhờ. Anh
ai cha khó nha, bị mẹ mày gon đéo ra con cảnh gì nha. Người ta nói là không coi mà, chứ coi thì có cái con gặp. À, người ta nói không coi hả? Vậy mà nghe nói coi mày. Chúc em luôn giống ngựa là, gặp người tử tế thật thà bao dung, một người quý vô như nhưng, không như ai đó hành hung đàn bà. Ai vậy? Ai hành hung đàn bà vậy, Whisper? Đủ má mày văn thơ kiểu gì vậy? Văn thơ đủ mà mày vô chim chim của tao, tụi mày văn thơ giống như nói đẻo đâu á vậy? 29 Tết rồi, nhà A3 chuẩn bị gì cho Tết năm nay rồi? Chưa chuẩn bị gì hết. Chưa chuẩn bị gì hết rồi. Giống như mày chửi tao quá vậy. Chuyện nhà tao mày hay quá ha. Mày chúc Tết nghe khó chịu quá nha. Chúc Tết nghe không có mến á. Kẹp đủ má cả trăm cả tiên cả xà lô. Ba ơi cảm phiền A3 đọc tên em 3 lần với một thái độ ngạo nghễ với ạ. Lêu 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 bọn F3, lêu 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 bọn F3, lêu 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 bọn F3, cảm ơn em. Bữa ông nào đập hụt Zidane đập luôn vợ. Cảm ơn đây đần nha. Thằng lồn nào á, không phải tôi. Má nhiều khi tôi chịu chơi tôi lên gọc 3 thiệt luôn đó mọi người. Mấy cái thằng lồn đủ má xây đi xây lợi là nó cứ gán ép, nó gán ép vô được cho con Mick Horton. Thứ nhất nó gán ép con Mick Horton, thứ hai nó gán ép luôn cho mình đi mày con kia. Nó gán ép cho mình được cái gọi là cái thằng giáp vô. Nó không có niềm mà mày tư duy. Cay ha ha. Chơi game mà không có tư duy. Kẹp châm kẹp tiên là cái gì vậy anh Trung mặt cười. Trong khi nè anh nói quài gì, anh nhớ hả? Không ta nhớ, con đứng khỉ mà lên bà lòng nha. Xứng đáng mùng một mất FB. Trong khi điệp bảo này, người ta đủ, người ta xây đủ kiểu, người ta xây đủ trò hết. Mấy ảnh cứ đè vô, mấy ảnh đủ, mấy ảnh làm khùng, làm điên, làm tình, làm tội. Anh Trung rank gì R anh Trung? Chết mẹ chưa, ngay chăng không vậy? Anh Trung hả? Đang kim cương nha. Ủa bạc kim nha. Má ngày chúng ngang lồn dẹp này. Trời ơi nó bào của nha, nó bào. Hay nha, nó bào vàng sao của tôi. Để tiền lên chính luôn anh em ơi. Để tiền lên chính được. Mình có nó đủ mới hợp tận nhất sinh. Mình có đủ mới bị kết hợp làm cha. Trước e hay đi chùa đọc kinh thì không sao. 3-4 tháng nay ca đi là bị, tháng nào cũng có chuyện. À, lên chùa đọc kinh là không sao. Mà không đi là bị. Là dông ám em thiệt đó. Cái này em tin chắc là dông ám em thiệt nha. Nguy hiểm nha. Bé. Nguy hiểm đó bé. E cũng muốn tăng coi AB thương. Nhưng một ngày E làm 12 tiếng nên ca có tạm AB. Có người Dương xin Mỹ nha. Rồi xong tự nhiên nói ra chi cho tụi nó rủa tôi. Không có chim tôi là không có chim tôi thôi đi. Còn nói ra nữa cho tụi nó rủa là do anh nhờ thì mà nó không có chim nó thầy giáo ba cho nên nó mới có thể được mà mày thi đậu. Anh Trung nhiều ký rồi anh Trung. Anh Trung hả? Anh Trung 64 ký giảm ký nè. Đến tháng có lên đi chùa không a? Đến tháng nên đi chùa không à? Con tướng khỉ nha. Anh Trung là anh Trung học chưa bao giờ anh Trung đi chùa luôn á. Thiệt. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 gì vậy? Không có đi chùa, thường là người ta Tết người ta hay kiểu đi chùa này là cầu duyên, cầu tình duyên này là cái thứ anh Trung không có đi. Tại vì anh Trung biết anh Trung đi cũng không ai chứng. Mà đặc biệt e xem A từ lúc FFQK Donate thì KS từ lúc mấy tháng nay tập đành Donate cái gì á. Trời đất thánh thần thiên địa ơi con lỉ mẹ đó, cái con Miss Fortune này nguyên một cái vàng ở đây nó đang bắn, nó đéo bắn, trụ nó bắn ngay chân hai cái thằng chủ lực của tôi. Nó xả đụ mẹ mày đúng vô hai con điệp mẹ mày gây đam chính của nhà tôi. Ôi trời ơi, thánh giật nó nữa chứ, đụ mẹ nó nữa.
cái mỏ này thì thần thánh nào dám chứng. Đụng má nó xạo lồn thiệt luôn á. Chiêu của con Miss For là vào chỗ đông nhất anh Trung Anh phải xếp tách ra. Tắt 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 đây anh Trung A, tắt liền đây anh Trung A, tắt đây. Phải A tắt ra. Chắc chắn rồi giá sơ. Có một bài chơi miết. Select Nguyễn. Má khó chịu mấy người lồn này quá. Mấy chết cờ này nó ngu ở đó đó mọi người à. Nó không cho người ta đủ má mày chơi những cái trò chơi khác hay là như nào đó. Nó cứ đi mà mày đè ra mấy con nó làm hoài. Ngu. Nó đổ. Từ lúc xem live CUAE A3 giờ em vẫn chưa khỏi danh bạc ba. Nó tính khỉ nha. Cứ vô xem là thấy thua. Gavel, thôi em đi làm đây. Ai chưa nghe mày? Chưa nghe cuốn. Ai đã thua vậy? Nhìn là cái lỗi của anh Trung cái. Nhìn lại cái lỗi liều ăn nhiều của anh Trung cái với lại thập tự nhất sinh đấy. Liều thì ăn nhiều mà thập tử thì nhất sinh. Hai cái lỗi nó tắt với nhau vãi lồn vậy. TACE cũng vừa học vừa coi AB xong nợ 1 năm. Đồ mẹ. Hai cái lỗi nó xì tắt với nhau vãi tức nhờ. Trước em vừa coi anh ba xong nợ môn. Rút kinh nghiệm nhận viên quý anh ba. Dạ cảm ơn Mỹ du sinh Mỹ nha. Con danh Nguyễn. Top 5 ngạo nghễ. Top 5 ngu. Chưa. Chúc im nhan sắc mặn mà. Dẫu bao nhiêu đời còn là gái xinh. Yêu người sáng. Chết mẹ chưa. Nó kéo con kia của tôi luôn rồi. Nó kéo ngay con gồng của tôi luôn rồi. Đủ con đĩ mày nha. Đây rồi. Thật tử nhất sinh đây rồi. Cũng coi A3 thay vì học hỏi trâu rồi kiến thức lên giờ bận FA và đáy xã hội y đừng như tê. Anh em đừng như tê. Má gặp ngay đúng cái bài dẹp lồn. Sơ hở ý là, à mà thôi. Gặp ngay đúng cái bài dẹp lồn này nữa. Thì cút. Gặp mày thì cút 1-4 vô. Đậy rồi. Thật là quá hy vọng. Bây giờ con AFE của mình không có đồ. AFE của mình không đồ. Cho nên là mình sẽ để điệp bài theo kiểu này. Nó lại A kéo nha. Nó A kéo nha. Nó A kéo nha. Kéo đi. Kéo hộ bố mày đi. Nhảy nữa đi. Đứng lên mày nhảy con cấp. Chó này.
con chó này nữa.